Chào các em, như vậy ta sẽ tiếp tục đi vẽ hình trên Scratch. Ta sẽ đi hôm nay ta sẽ đi làm về hình tròn và một số cái biến thể của nó. Như vậy tương tự như thế này, các em cũng sẽ đặt vị trí này, rồi đặt hướng này, nhấc bút lên này, xóa hình nếu có này, đặt kích thước của nét vẽ này, rồi có thể là thay đổi màu này, đúng không? Sau đó là sẽ tiến hành là đặt bút xuống để vẽ này. Vẽ hình tròn thì các em sẽ có một cái vòng lặp, lặp bao nhiêu lần, các em sẽ lặp bao nhiêu lần. Nó sẽ lặp là hình tròn thì là 360. Và các em muốn cho mỗi lần nó quay bao nhiêu độ? Ví dụ 10 độ thì các em sẽ cho 10 độ. Tiếp theo các em sẽ đi vẽ một cái đoạn di chuyển bằng mấy đó. Rồi các em sẽ xoay cho nó một góc là bao nhiêu độ? Cái góc xoay này nó bằng cái chỗ này các em này. Chỗ này cô sẽ vẽ là 5 chẳng hạn nhé. Thì chỗ này cô xoay là 10. Rồi, bây giờ ta thử xem hình tròn này nó vẽ được chưa. Đó các em này, nó sẽ vẽ được một cái hình tròn là bằng như thế này. Nó sẽ xoay được một cái hình tròn như thế này. Đây là vẽ hình tròn. Bây giờ các em có thể di chuyển cho nó to hơn một chút. Đó, nó sẽ vẽ một cái hình tròn như thế này. Đó. Tiếp theo nữa, bây giờ cô muốn vẽ thành một cái hình quạt. Một cái hình quạt thì các em sẽ vẽ nó như thế nào? Cô sẽ nhân bản cái này ra. Cô muốn vẽ nó thành một cái hình quạt. Hình quạt thì nó chỉ là nó sẽ là vẽ một nửa của đường tròn thôi. Cho nên cái chỗ ngoài này cô sẽ vẽ. Cái chỗ này là nó bị nhầm rồi. Chỗ này là cô bỏ nó bên ngoài này. Và nó lặp một cái đoạn là nó chỉ là một 360. À, một 180 phần 2. Ở chỗ này nó chỉ lặp lại hai lần. Tức là cái này là em chia lại đường tròn chỉ lặp lại hai lần, di chuyển một cái là 100 bước. Quay một góc là một độ. Sau lại di chuyển về. Trên đấy là không thì dưới đây cũng phải không, về đúng gốc tọa độ của nó. Sau đó lại di chuyển một cái bước là 100. 100 bước. Di chuyển, cô thử xem nó ra cái gì. Vẽ ra cái quạt đấy các em này. Đó, kiểu như vậy. Vậy chỗ này cô sẽ cho nó là trừ 90 để nó ngược lên trên. Sau đó chỗ này cô sẽ cho nó một cái đoạn là 50 thôi. Chỗ này tụt 50 xem sao. Rồi, thử xem. Đó các em, như vậy là cô đã vẽ được một cái quạt. Một cái quạt của nó như vậy.
Thì đây chính là cái liên quan đến hình tròn. Nhưng mà mình lại còn cái này thì mình vẽ là chỉ đường tròn thôi, đúng không? Sang cái này là vẽ gì? Cái hình quạt. Tiếp theo cũng là hình tròn nhưng mà bây giờ cô lại muốn vẽ là nhiều hình tròn. Cô muốn vẽ 20 cái hình tròn. Chúng sẽ quay một cái góc bao nhiêu độ nhỉ? 20 hình tròn thì quay 36 độ à? 18 độ nhé. Thử xem nó là cái gì nào. Đó. Như vậy chỗ này ta sẽ thay đổi màu ở đây. Xem là nó vẽ ra cái hình như thế nào. Các em thoải mái mà phát huy thôi các em. Mình cứ xoay, mình cứ dịch. Đúng không? Đó. Thế bây giờ mình cái không phải kiểu xoay vòng mà mình muốn các đường tròn nó nằm trên một đường thẳng. Thì mình sẽ thay đổi nó như thế nào? Đó, như vậy đây là 20 đường tròn nằm trên một đường thẳng. Như vậy thì các em thấy là nếu mà nằm trên một nằm vòng tròn nhau ấy thì các em chỉ cần di chuyển lại cái điểm đó, điểm gốc của nó, sau đó các em sẽ cho nó di chuyển bao nhiêu bước thì nó sẽ quay thành đường tròn. Nhưng mà còn cái trường hợp là thành đường thẳng thì các em chỉ cần đặt lại cái hướng, sau đó chỉ di chuyển đi 10 bước thôi, tức là nó dịch từ đây sang đây 10, đủ 10 bước để nó bắt đầu vẽ đường tròn nữa. Còn bên đây thì là di chuyển nhiều. À, đây là hình quạt. Hình quạt. Đây là cái hình quạt rồi. Còn lại cái đường tròn. Đường tròn lúc nãy mà theo kiểu thì mình chỉ không không cần di chuyển chứ cả. Mình thử xem nào. Làm 20 lần là được, mình không cần di chuyển gì cả. À, nó di chuyển một cái đoạn là 10 chẳng hạn. Đúng không? Đây. 20. Quên, nó dịch một cái góc chứ, nó ghi dịch một góc. 20 lần thì nó chỉ cần quay một cái góc là 18 độ. Thì lúc này nó sẽ ra một cái toàn bộ đều là đường tròn nhưng mà nó lại tạo thành một cái vòng tròn lớn nữa. Còn lại ở bên đây, các em thấy là mình đặt hướng rồi mình di chuyển thì nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng. Đó, các em đó, cũng là đường tròn, cũng một cái bài đó, các em chỉ dịch một chút xíu thôi là cái kết quả của nó cũng khác nhau rồi. Như vậy đây là một số cái biến thể của hình tròn các em nhé.